Ở miền Bắc, cả tuần trời ít mưa, trạng thái chính là nắng. Từ hôm nay đến thứ Sáu, trời nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 đến 34 độ. Sang thứ Bảy, Chủ nhật, nhiệt độ giảm dần, xuống 27 đến 32 độ, trời chuyển dịu mát. Khu vực Thanh Hóa Quảng Ngãi từ nay đến cuối tuần về chiều tối có mưa rông vài nơi. Ban ngày trời nắng, cục bộ có điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 35 độ. Khu vực Bình Định Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10 có mưa vừa, mưa to. Đề phòng sạt lở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp. Từ thứ tư đến cuối tuần mưa lùi về chiều tối, ban ngày có nắng trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2 tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, xét cấp 1. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào, rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra.